Ok, xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã đến với video của Hoàng ngày hôm nay, kênh Hoàng Tuyết Lân Investment. Thì với những ai mà chúng ta xem cái kênh này lần đầu thì chúng ta hãy đăng ký cái kênh và chúng ta mở cái chuông thông báo để có được những video sắc nhất của Hoàng về cái thị trường. Thì quay lại câu chuyện ngày hôm nay đúng không ạ? Hôm nay Hoàng mới là tạo một cái thêm phim hình nền về livestream. Thì sắp tới thì Hoàng sẽ livestream trên cái kênh Hoàng Tuyết Lân này. Rất mong anh chị nhà đầu tư chúng ta ủng hộ đúng không ạ? Ok, thì quay lại câu chuyện ngày hôm nay thì Hoàng sẽ cùng anh chị nhà đầu tư của chúng ta tổng kết review lại một chút về cái diễn biến thị trường phiên ngày 24 tháng 6 2021, đúng không ạ? Khi mà chúng ta thấy là vẫn là một cái phiên tăng điểm nhưng gì là xanh vỏ đổ lòng, đúng không ạ? Và rất nhiều nhà đầu tư cảm thấy khó chịu bởi vì cái diễn biến thị trường giao dịch ngày hôm nay phải nói là cực kỳ ác liệt, đúng không ạ? Khó khăn, đúng không ạ? Thì chúng ta để ý là độ rộng thị trường thì nó nghiêng về là 112 mã tăng ở đây và 274 mà giảm, đúng không ạ? Thì chiều giảm nó sẽ lớn hơn rất nhiều, đúng không ạ? Và chúng ta để ý là các cái cổ phiếu thuộc thuộc nhóm ngành là dẫn dắt thì hôm nay nó cũng có cái sự điều chỉnh là dầu khí, đúng không ạ? Như Hoàng đã view rất nhiều từ cuối tháng 5 đầu tháng 6 dầu khí dẫn sóng, đúng không ạ? Nhưng mà đến giai đoạn này gần cuối tháng 6 thì điều chỉnh dầu khí điều chỉnh, đúng không ạ? Điều chỉnh bình thường. Chúng ta để ý là hôm qua giá dầu tăng, đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay hôm nay các cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành dầu khí nó lại cho thấy cái sắc đỏ ở đây, chỉ mỗi PVC là giữ được cái sắc xanh, còn lại hầu như là điều chỉnh đỏ hết. Nhưng mà tuy nhiên cái việc mà chúng ta nhìn giá dầu thế giới mà để chúng ta mua bán cổ phiếu dầu khí Việt Nam thì đó là những cái điều mà anh chị phải nên tránh, đúng không ạ? Thì cái xu hướng giá dầu phải nói là tất yếu rồi, đúng không ạ? Chúng ta để ý là cái phiên giao dịch ngày hôm nay rất là khó chịu, đúng không ạ? Chúng ta thấy phiên sáng thì mở phiên là lanh quanh cái vùng tham chiếu, đúng không ạ? Sau đó thì tăng lên và giảm xuống, đúng không ạ? Cứ dập dịch như này, đúng không ạ? Vào phiên gần cái buổi trưa thì nó làm một cú rơi xuống, đúng không ạ? Phiên chiều thì lại hồi lên quanh vùng 1384, sau đó lại một cái cú đảo xuống, đúng không ạ? Thì cái tại cú này thì Hoàng đã nói rồi, đúng không ạ? Và khoảng gần 2 giờ Hoàng đã nói là tạo lập đang gom short, đúng không ạ? Bên phái sinh đang gom short và khoảng là 2 giờ 15 là đạt, đúng không ạ? Thì đúng như y chang vậy, đúng không ạ? Thì chúng ta phải nói là bây giờ cái thị trường nó diễn biến ngày hôm nay phải nói cực kỳ khó chịu, đúng không ạ? Thì trên thị trường nhiều nhà đầu tư họ lo ngại về cái việc chúng ta để ý là cái việc cái thanh khoản như thế này nó đã giảm đi rất là nhiều, đúng không ạ? Cái thanh khoản những cái phiên trước thì lập tí là lên cả 1 tỷ đô, 1 tỷ rưỡi đô, đúng không ạ? 30.000 tỷ, 23.000 tỷ và hôm nay chỉ còn 18.000 tỷ, đúng không ạ? Thì rất nhiều nhà đầu tư họ lo sợ cái thanh khoản như vậy. Thì bản thân Hoàng thấy cái thanh khoản thị trường hiện tại thì nó hoàn toàn bình thường. Bởi vì chúng ta để ý là cái thanh khoản bây giờ thị trường chúng ta vẫn là tích lũy, đúng không ạ? Đang đi tích lũy đi ngang trên cái vùng đỉnh như thế này. Vì vậy cái việc thanh khoản nó giảm là việc đương nhiên, đúng không ạ? Thanh khoản cao á, nếu mà hôm nay mà thanh khoản cao thì đó mới là những cái điều đáng lo ngại cho anh chị nhà đầu tư của chúng ta, đúng không ạ? Và thị trường chúng ta để ý là thị trường hiện tại thì nó đang lưng chừng, đúng không ạ? Hoàng đã nói từ hai cái video trước là thị trường hiện tại nó đang lưng chừng giữa hai cái tâm lý là lo sợ, đúng không ạ? Một là bên là lo sợ, một bên là cảm thấy là chưa có điểm mua nhá. Thì thị trường tại vùng đỉnh này nó mang, Hoàng nhắc lại là mang cái cảm giác rất là khó chịu nè. Bên cầm tiền, đúng không ạ? Bên cầm tiền thì sợ thị trường tạo đỉnh và không dám mua vào, đúng không ạ? Thì bên cầm cổ lại gì? Lại chờ thị trường nó diễn biến như thế nào, chưa chịu bán ra, đúng không ạ? Thì thị trường bây giờ nó đang lưỡng lự, nó chờ những cái thông tin mới thôi. Hoàng nghĩ là như vậy, nó chờ những cái thông tin mới, như là chúng ta ý là có thể chờ cái thông tin là sang tháng 7 HOSE, đúng không ạ? HOSE áp dụng hệ thống mới này, báo cáo tài chính quý 2 ra này, và chờ những cái thông tin tốt khác, đúng không ạ? Và chúng ta ý là hiện tại thì bây giờ đang cái cuối quý 2 và cuối tháng 6 rồi, thì rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều các công ty thì họ siết chặt margin, đúng không ạ? Siết chặt cái margin để họ báo cáo, đúng không ạ? Vì khả năng là sang quý thì họ sẽ mở lại, công ty sẽ nâng vốn lên và mở lại cái lượng margin. Thì đó là thị trường chúng ta hiện tại thì nó đang chờ những cái cú những cái thông tin tích cực như vậy, đúng không ạ? Thì chúng ta ý là các cái cổ phiếu thuộc cái nhóm ngành về vốn hóa lớn thì nó có sự điều chỉnh phải nói là rất là nhiều, đúng không ạ? Trừ những cái dòng họ Vin thôi. Chúng ta thấy là dòng họ Vin hôm nay thì nó giữ cái sắc xanh cho thị trường, đúng không ạ? Và đặc biệt là một cái cổ phiếu là thuộc cao su bất động sản khu nghiệp là GVR thì hôm nay nó cho thấy một cái sự sắc xanh ở đây và nó đóng góp rất là nhiều. Chiều ngược lại thì chúng ta ý là cái cổ phiếu Hòa Phát này bị bán rất là nhiều, đúng không ạ? Không biết lý do gì bị bán, đúng không ạ? Thì phải nói là thị trường các cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành không ngân hàng, đúng không ạ? Thì nó chưa thể vượt đỉnh ngay được. Chúng ta để ý là các cái cổ phiếu hôm nay nó có những cái thông tin tích cực như là CTG.
Giờ CTG thì anh chị để CTG đúng không ạ? Chúng ta để ý là mặc dù hôm nay có công bố những cái thông tin tích cực đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên việc vừa đỉnh thì nó chưa xảy ra, và hôm nay thì nó chạm cái vùng kháng cự của cái đỉnh cũ thì nó bị bán lại đúng không ạ? Chúng ta bật cái biểu đồ 1 giờ lên. Cái biểu đồ 1 giờ này là rất là quan trọng cho những cái việc mà chúng ta đánh trading đúng không ạ? Chúng ta thấy là thị trường nó lên vùng này thì nó tạo ra những cái cây giảm đúng không ạ? Thì đây là những phiên giảm bình thường, chúng ta thấy cái vùng thấp này đúng không ạ? Đây CTG hay MBB cũng vậy, MBB cũng vậy, y chang nhau đúng không ạ? Đây chị thấy này, tạo vùng đỉnh đúng không ạ? Không thể lên được, không thể bứt phá ra được. Vì chúng ta xác định rằng thì các cái cổ phiếu ngân hàng thì giai đoạn này thì Hoàng nghĩ rằng nó vẫn là chưa tăng ngay được và chưa vượt đỉnh được, thì nó chờ những cái thông tin tích cực đúng không ạ? Chờ thông tin tích cực và chờ dòng tiền quay trở lại. Thì bản thân Hoàng thì hôm nay thấy là thị trường chúng ta dòng dầu khí thì nó không xanh nổi, không xanh nổi thì nó rất là khó cho thị trường, bởi vì dòng dầu khí là nó mang cái sinh lý mà mang cái sinh, nó gọi là gì nhỉ, sinh khí cho thị trường đúng không ạ? Sinh khí cho thị trường đúng không ạ? Nó mang cái sinh khí cho thị trường thì phải nói là nó đỏ thì thị trường của chúng ta phải rất khó để những cái cổ phiếu khác xanh được. Như Hoàng đã nói rồi, dòng này là nó dẫn dắt cho toàn bộ cái tháng 6, từ đầu tháng 6 nó là mang cái tính dẫn dắt thôi đúng không ạ? Chúng ta nhìn qua cái cổ phiếu dầu khí này như BVT này đúng không ạ? Nó hoàn toàn là bình thường đúng không ạ? Nó tăng và nó điều chỉnh trên cái vùng này hoàn toàn bình thường. Vốn thấp này, anh chị thấy để ý vốn thấp này, BVS cũng vậy đúng không ạ? Tuy nhiên BVS sẽ không đẹp mà như là BVT, vì chúng ta để ý là nó đánh những cái phiên rất là lỗi đúng không ạ? Đánh những cái phiên này rất là lỗi đúng không ạ? Đây nó có sự điều chỉnh BVS này hay BSR này đúng không ạ? Nó có sự điều chỉnh trên cái vùng đỉnh hoàn toàn bình thường. Nếu như BSR chạm kháng cự 22 thì nó có sự điều chỉnh để nó tích lũy lại, để nó chuẩn bị những cái cú vượt đỉnh khác đúng không ạ? Thì hoàn toàn đây là sự điều chỉnh hoàn toàn là tích cực cho cái việc nhóm ngành dẫn dắt này đúng không ạ? Và nhắc lại là nhóm ngành dẫn dắt thì nó đỏ thì nó rất khó cho thị trường, bởi vì nó là mang cái sinh khí cho thị trường mà, anh chị lưu ý trong hàng đúng không ạ? Thì chúng ta để ý là chúng ta để ý một điều ngày hôm nay là gì các cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành là chứng khoán đúng không ạ? Hôm qua chứng khoán tăng, nhóm ngành chứng khoán thì hôm nay nó cũng có cái sự điều chỉnh, thì bản thân Hoàng là thấy là nó hoàn toàn bình thường thôi đúng không ạ? Ok thì đó là cái view thị trường của hàng về cái điểm số đúng không ạ? Chúng ta để ý là nó tích lũy tại vùng này và nó chờ những cái thông tin tích cực, nó không có vấn đề gì đâu cả cho anh chị đúng không ạ? Hoàng nghĩ rằng nó tích lũy vùng này và cho nó chờ những cái thông tin tích cực cho cái tháng 7. Bản thân về cái xu hướng chung và dài hạn của VN Index của chúng ta vẫn là một cái xu hướng uptrend đúng không ạ? Hoàng đã nói rất nhiều từ cái vùng mà chúng ta mua đáy ở đây đúng không ạ? Thì Hoàng vẫn nghĩ rằng nó vẫn là xu hướng uptrend, và chúng ta để ý là không có cái thị trường nào mà nó đi lên hoài mà nó không có sự điều chỉnh đúng không ạ? Chúng ta để ý là cái giai đoạn trước cái thềm, những cái thềm 1.300 1.200 á, thì thị trường chúng ta nó sẽ cần những cái phiên tích lũy đủ đủ lâu đúng không ạ? Thì bây giờ cũng vậy, bây giờ tiệm cận 1.400 thì nó cần những cái phiên tích lũy tại cái vùng này, gì tại vùng này, thậm chí chúng ta có thể dự phòng những cái phiên điều chỉnh lại quanh về cái vùng hỗ trợ là 1.350 thì hoàn toàn là bình thường đúng không ạ? Để gì nó chuẩn bị những cái cú bứt bứt phá mới, khi mà chúng ta ý là thị trường bây giờ nó đang lưỡng lự chờ những cái thông tin tích cực, là các cái công ty chứng khoán hiện tại cũng là đang siết mặt gì vì cuối quý à, cuối quý 2 rồi đúng không ạ? Thì chúng ta chờ những cái thông tin tích cực thôi, nó không có vấn đề gì xảy ra. Và bản thân Hoàng về cái chuyện vĩ mô thì chúng ta để ý là các cái chỉ số như là chỉ số Dow Jones đúng không ạ, Dow Jones này, hay là chỉ số Nasdaq này, cũng là chúng ta cho thấy những cái xu hướng vượt đỉnh rồi. Chúng ta để ý là Nasdaq vượt đỉnh thì đó là những cái điều hoàn toàn tích cực. Chỉ số hôm nay thế giới cũng hiện tại cũng đang giữ là một cái sắc xanh, hoàn toàn là đó những cái điều tích cực cho cái thị trường, và VN Index của chúng ta cũng không ngại gì đúng không ạ? Ok thì chúng ta sẽ tổng kết qua một chút những cái cổ phiếu ngân hàng đi. Hồi nãy chúng ta tổng kết CLG, MBB đúng không ạ? Chúng ta sang STB đúng không ạ? Đúng không ạ? STB thì y chang như vậy, nó vẫn giữ được cái trend tăng như thế này, và hiện tại thì nó đang sideways trong cái vùng này để siết chặt cái nền giá cũng như là cung cầu. Chúng ta thấy là cái cung cầu bây giờ nó giảm, bây giờ chỉ còn giao dịch 21 triệu cổ đúng không ạ? Chỉ để ý cho hàng nhá. STB này, Liên Việt thì sao? Liên Việt thì hôm nay ra những cái thông tin tích cực như là Bầu Thụy mua mua cổ phiếu đúng không ạ? Mua cổ phiếu của này đúng không ạ? Thì anh chị phải lưu ý chứ Hoàng cho hàng một điều đúng không ạ? Mặc dù Liên Việt hôm nay chúng ta thấy tăng lên nhưng bị bán ngược lại. Chúng ta mở cái biểu đồ giờ đây, chúng ta thấy là tăng lên đúng không ạ? Nhưng mà bị bán lại, thì đó là những cái điều rất là khó khăn cho thị trường của chúng ta đúng không ạ? Liên Việt, và anh chị phải lưu ý cho hàng những cái mô hình như thế này. Về cái thông tin tích cực thì chúng ta không thể biết được, nhưng mà về những cái mô hình như thế này thì anh chị phải cực kỳ lưu ý. Một cái mô hình gọi là Paronic, anh chị phải lưu ý cho hàng những cái bộ mô hình này, mô hình Liên Việt này hay TSC là thuộc cái mẫu hình là kinh điển
Paramonix đúng không ạ? Đây chị, để Hoàng bật. Không biết có ra không, quên tên, chị nhớ mang máng. Đây anh chị đợi khoảng xíu đúng không ạ? Anh chị phải tránh những cái mô hình này. Mặc dù Liên Việt nói ra những cái thông tin tích cực như vậy á, nhưng mà chúng ta phải cảnh báo về thị trường, chúng ta phải đề phòng đúng không ạ? Chúng ta phải quản trị cái rủi ro cho mình đúng không ạ? Đầy những cái cổ phiếu trên thị trường cả 1.000 cổ phiếu đúng không ạ? Chúng ta nên tránh những cái cổ phiếu này ra. Đấy, anh chị phải cực kỳ lưu ý tránh những cái mô hình ra. Thì rất rất dễ, rất rẻ là Liên Việt hay là TSC nó rơi vào cái mô hình này, TSC này, Liên Việt, thì anh chị phải cực kỳ chú ý nhá. Chúng ta đề phòng những cái trường hợp này xảy ra, đúng không ạ? Thì các cái cổ phiếu ngân hàng như SHB thì nó có những cái câu chuyện riêng thôi. Thì bạn nghĩ rằng nó đang đi ngang vùng này và nó chờ những cái thông tin như là ký vốn bên Hàn Quốc đúng không ạ? Họ đang làm phán thì họ chờ những cái thông tin này cũng như là chuyển sang sang HOSE vào khả năng vào cái tháng 7 này. Thì anh chị chờ những cái thông tin này gì? Nó sẽ đánh lên cái vòng mới thôi. Thì đối với SHB thì chúng ta không thể phân tích được, chúng ta chỉ là chờ những cái thông tin đúng không ạ? Ai trong nội bộ thì chúng ta biết khi nào đánh lên thì chúng ta mua, và chúng ta hoặc là chúng ta mua vì cái sự kỳ vọng nào đó thôi, đúng không ạ? Đó là những cái cổ phiếu ngân hàng đúng không ạ? NVB đúng không ạ? NVB trong cái group khách hàng của Hoàng thì cũng đã cho mua, thì NVB nó vẫn là đi ngang trong cái vùng này đúng không ạ? Thị trường giảm nhưng mà nó vẫn là giữ được quanh cái vùng tham chiếu này, thì đó là những cái điều tích cực cho NVB. NVB đúng không ạ? Chị có hàng chúng ta cứ yên tâm, chúng ta nắm giữ. Hôm nay là một cái cổ phiếu phải nói là giảm rất là mạnh đúng không ạ? MSR đúng không ạ? Giảm đến 5%. Thì mới rồi thì anh chị phải cực kỳ lưu ý cho Hoàng. Tuy nhiên thì nó điều chỉnh về cái vùng đáy này thì nó đang ở cái vùng hỗ trợ này rồi. Thì chúng ta chờ những cái phiên tiếp theo nó như thế nào. Thì bản thân Hoàng thì mắc sai lầm khi mà nó lên cái vùng 23 mình lại không bán nữa. Đúng không? Chúng ta giữ. Nhưng mà chúng ta để ý là cái khối lượng bây giờ nó giảm đúng không? Nó chỉ còn 1,5 triệu cổ thôi. Và giảm với cái thanh khoản thấp như này hoàn toàn bình thường. Chúng ta chờ những cái phiên tiếp theo không vấn đề gì đâu. Đúng không? Nó đã tiệm cận cái vùng hỗ trợ rồi. Mới rồi này. Hay là ITA này, ITA đúng không? ITA thì chúng ta phải nói là nó đi theo kinh Bắc rồi. Vậy ITA thì đi theo kinh Bắc. Thì kinh Bắc hiện tại vẫn sideways, thì vì vậy ITA nó sẽ không đánh được. Thì ITA chúng ta cũng là điều chỉnh sideways trong cái vùng này thôi. Anh chị có hàng thì chúng ta cứ yên tâm, chúng ta nắm giữ không vấn đề gì cả đúng không ạ? Tuy nhiên về trường hợp xấu nhất, thị trường xấu á, thì chúng ta có thể là gì? Đi ra, bởi vì anh chị mua điểm thứ nhất là 7, điểm thứ hai là 8 đúng không ạ? Thì anh chị bình tĩnh chúng ta xử lý không có đề gì đâu đúng không ạ? ITA bản thân Hoàng thì thấy là cái vùng 7.3 này là vùng đáy rồi, cùng lắm là điều chỉnh về 7.3 thì nó bật dậy thôi, nó không có vấn đề gì xảy ra ở đây hết đúng không ạ? MSR thì đi theo Masan, MSR bộ đôi này thì đi theo Masan đúng không ạ? Masan thì hôm nay nó cũng có cái sự điều chỉnh đi ngang với thanh khoản thấp này là hoàn toàn bình thường, Masan đúng không ạ? Về sắt thép, điểm nhanh qua một chút về sắt thép như Hòa Phát. Hòa Phát thì chúng ta ý là đây là cổ phiếu quốc dân, tuy nhiên nó phá hỏng cái trend ngắn hạn là cái đường này, cái đường trend Hoàng vẽ ra này. Tuy nhiên thì nó đã về được cái vùng hỗ trợ này, anh chị lưu ý trong hàng cái vùng hỗ trợ này thì hoàn toàn là bình thường. Nhưng mà đây là một cổ phiếu phải nói là cổ phiếu quốc dân, về cái việc mà chúng ta nắm chung dài hạn thì nó vẫn là những cái điều tích cực cho cái cổ phiếu Hòa Phát này, Hoàng đánh giá là như vậy. Hòa Phát chúng ta nắm chung dài hạn thì Hoàng nghĩ rằng nó vẫn còn cái trend tăng của nó đúng không ạ? Trend tăng tăng một mảnh rất dài từ đây đến đây đúng không ạ? Thì nó giờ đi ngang để nó tích lũy lại cái nền giá thôi, nó không có vấn đề gì xảy ra hết. Nam Kim thì sao? Nam Kim cũng vậy đúng không ạ? Đi ngang đúng không ạ? Nam Kim, Hóa Sen, đây là những cổ phiếu phải nói cực kỳ đầu cơ. Hóa Sen thì cái chiều nó hơi xấu một tí, khả năng thì nó sẽ về ở đây nó test lại cái vùng hai đáy này, thì chỉ phải chú ý cái cổ phiếu Hóa Sen này. Ok, về mặt thị trường là như vậy đúng không ạ? Hôm nay thì là tổng kết qua một chút về cho anh chị đúng không ạ? Về dầu khí thì không có vấn đề gì đâu. Thì Hoàng nghĩ rằng dầu khí thì nó sẽ quay lại những cái phiên nữa thôi, và thị trường chúng ta nhắc lại là gì? Là nó chờ những cái thông tin tích cực đúng không ạ? Chúng ta để ý là hiện tại thì các công ty chứng khoán thì nó cuối quý rồi, nó siết mặt gì đúng không ạ? Thì về thanh khoản nó không còn dồi dào nữa đúng không ạ? Cái dòng tiền nó không còn mạnh nữa, và gì? Nó tích lũy vùng này để nó chờ những cái thông tin tích cực đúng không ạ? Tạo lập thì nó, Hoàng nghĩ rằng tạo lập nó muốn đánh hỏng thì nó đánh rồi đúng không ạ? Nó chờ những cái thông tin tích cực thôi đúng không ạ? Thì các quỹ thì khả năng nó cũng chuẩn bị chốt quý 2, thì về việc nó nhờ đánh lên là
là khả năng cao. Vì vậy anh chị cứ cực kỳ lưu ý, đúng không ạ? Còn về mặt chỉ số thì anh vị phải lưu ý trong hàng cái vùng hỗ trợ ngắn hạn nhất là 1050, 1350 cộng trừ 5, và cái điểm trên là 1385. Anh chị lưu ý những cái vùng này, chỉ số nó vẫn là loanh quanh vùng này. Chiều chiều xấu nhất là thủng 1320 thôi, đúng không ạ? Nhưng mà chiều này thì hoàn khó nghĩ rằng khó xảy ra cho chúng ta, đúng không ạ? Ok, về mặt tổng quát là như vậy, đúng không ạ? Còn về dầu khí ấy, chỉ số thế giới thì chúng ta không cần xem quá nhiều, bởi vì các trader, các quỹ lớn thì họ đang chú ý dầu khí, đúng không ạ? Dầu khí thì hồi nãy đỏ, bây giờ là xanh rồi, thì cái nhu cầu về dầu khí phải nói là không thể tránh khỏi rồi sau những cái đại dịch, đúng không ạ? Vàng đen là một, phải nói là một cái đầu vào cho cái việc sản xuất, đúng không ạ? Ok, thì cảm ơn tất cả cả nhà rất nhiều. Thì anh chị nào chúng ta có nhu cầu vào những cái room cộng đồng thì Hoàng nhắc lại, Hoàng có những cái room cộng đồng thì anh chị hoàn toàn có thể là nhấp vào những video bất kỳ, anh chị kéo lên thì Hoàng để cái đường link phía dưới á. Có anh chị nào chúng ta mở tài khoản, muốn mở tài khoản để vào room VIP thì anh chị có thể mở đính kèm cái màn hình này, Hoàng để cái video mở tài khoản, hướng dẫn mở tài khoản, chỉ cần 5 phút là anh chị mở được cái tài khoản và không cần ký hợp đồng, thì anh chị có thể là mở tài khoản bên này và liên hệ với Hoàng phía dưới màn hình để gì hướng dẫn anh chị những cái bước tiếp theo. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc anh chị có một buổi tối thật vui vẻ. Thì hôm nay là mới đi công việc về, đúng không ạ? Thì mới đi công việc về nên làm video hết hết sức là trễ, đúng không ạ? Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều.